Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Ngày hôm nay sáng sớm thức dậy đó, thì chúng tôi coi đài truyền của CNN thì thấy ông Thủ tướng Modi của Ấn Độ đến Hoa Kỳ tham dự cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và trong lúc ông ta chuẩn bị cuối tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì có thời gian ông ta ghé thăm Hoa Kỳ và đến thành phố Houston cùng với ông Tổng thống Donald Trump. Thì sở dĩ tôi nói chuyện này bởi vì quý vị có thể tưởng tượng một sân vận động có khoảng 50-70 ngàn người và khán giả của Ấn Độ tràn ngập cái sân vận động này hết và họ chào mừng vị thủ tướng họ. Và trong cái khi họ chơi nhạc cổ truyền Ấn Độ và họ mặc sắc phục của Ấn Độ, ta cảm nhận cái màu sắc Ấn Độ ngay tại Hoa Kỳ rất là dữ dội, nó biểu tượng cho sức mạnh Ấn Độ. Cái ông mà Ted Cruz thượng nghị sĩ cũng có mặt ở đó và những vị dân cử cũng có mặt ở tại đó và họ công nhận là cộng đồng Ấn Độ ở đó là một cộng đồng mạnh, đoàn kết và họ cảm thấy rất là ngưỡng mộ cộng đồng Ấn Độ như vậy. Thì chúng tôi mới đi uống cà phê với bạn bè, đem câu chuyện này ra kể thì anh em mới nói là trong khi đó thì các vị chức sắc của Việt Nam, tứ trụ Việt Nam đến Mỹ đi bằng cửa hậu, trốn lén, không được đón tiếp và không gặp ai được ai được bao nhiêu, không bao gặp ai cả. Đi đâu ta cũng chạy, đi đâu ta cũng trốn, ta sợ gì, sợ dịch, sợ hủ. Thì bỗng dưng mình gọi mình nghĩ đó, khi mà một cái chính phủ, một cái đảng mà nó phổ biến, mà người Mỹ gọi là popular đó, được dân ủng hộ, dân thương, dân quý, thì cái người đại diện đi đâu cũng được lòng dân tiếp đón. Và ngược lại, thì chúng ta sẽ coi thử ông Nguyễn Phú Trọng sẽ qua Mỹ, nếu đúng theo kế hoạch vào tháng 10, thì ta sẽ đối chiếu với ông Modi sẽ như thế nào. Trong khi chúng ta thấy là cộng đồng Ấn Độ tại Hoa Kỳ không hơn cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nên nhớ một điều là cộng đồng Ấn Độ tại Hoa Kỳ không hơn cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và cái vị thủ tướng họ đến tại Houston sáng nay có thể gây một cái cơn sốc cho cái chính trị nước Mỹ. Và cái đề tài chính trị hôm nay đó, điểm nóng chính trị thế giới hôm nay chúng ta bàn một cái vùng đất nó rất là xa lạ. Nhiều người không biết nó nằm ở đâu nữa. Và tại sao được nói nhiều trên báo chí của Hoa Kỳ, mà sao nói nhiều báo chí của Trung Cộng, tại sao được nói nhiều trên báo chí quốc tế trong suốt các tuần vừa qua? Đó là đảo quốc Solomon đã bị Trung Quốc mua đứt vấn đề ngoại giao. Thì câu chuyện như thế nào? Và người tường trình câu chuyện ngày hôm nay với tất cả quý vị là anh Nguyễn Ngọc Mùi, xin mời anh. Tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, xin chào Nguyễn Xuân Nam và xin chào quý vị. Thưa quý vị, thì đúng anh Nguyễn Xuân Nam nói vậy thì mình ít nghe cái quốc gia Solomon hoặc là quốc gia Kiritabi hoặc là Honduras thì cũng còn nghe, tại vì trong thời gian của di dân mà gọi là caravan, tức là những người bị di dân ồ ạt đến Hoa Kỳ ấy, thì mình có nghe, El Salvador cũng có nghe, phải không? Hoặc là Guatemala mình cũng nghe, Haiti thì cũng nghe. Thì Haiti thì mình nghe nhiều, tại vì bảo Haiti rất là xảy ra được nhiều năm, giai đoạn hay nhiều. Nhưng Solomon ấy, thì quý vị thấy cũng thường ít nghe đó. Thế bây giờ thử nghĩ là Solomon ở đâu ở miền Nam hả? Thì quý vị thấy Solomon thì dân số nó ít lắm, miền Nam khoảng cả 599 cho khoảng 600.000 người đi, thì dân số khoảng như đó thôi. Mà hầu cái GDP tổng sản lượng của một đầu người ấy, thì quý vị một năm chỉ có $600 thôi, nó thấp, có thể nó thấp hơn Việt Nam nữa. 2003 một cấp cho 2003 hả? Không, mà thu nhập một đầu người ấy, thu nhập một đầu người là 2003 thu nhập GDP là 1,5 tỷ à, 1,6 tỷ có thể là mùi lộn như vậy thưa quý vị. Thì đa số hầu hết á, là về quốc gia của Solomon á, tức là họ cải phát triển lắm, là 70-75% thì là những người lao động là từ tốc, từ lập, từ cường mà thôi, nghĩa là không có nhờ bạc vào chính quyền, không là một số ít làm về việc chính phủ như thế nào, cái đó họ từ tốc từ cường ở trên á. Và đa số thì họ làm nghề biển, là nghề cá đó,
thì cái cá xuất cảng ở Salomon rất là nhiều, thì trong đó nói vấn đề thì có màu vàng trong đó, có màu bốt xít và có trong đó. Thì cái đảo này bây giờ nằm ở đâu? Thì cái đảo này thưa quý vị thì gọi là quần đảo, thì có ít nhất hơn 900 cái hòn đảo nhỏ như vậy. Có một số thì nói là trên 1000, thì có một số lịch sử thì nói là khoảng là trên 900 hòn đảo nhỏ mà rải rác nằm ở chung quanh nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Thì cái đảo này á, thì quý vị thấy rằng là chỉ có trải dài như vậy giờ có khoảng 28.000, khoảng là 400 km vuông mà thôi, tức là còn không lớn cho lắm. Rồi cái hòn đảo này á, được Anh Quốc là thiết lập nền bảo hộ là từ năm 1890. Thì sau khi đề nghị thế chiến á, thì cái chế độ bảo hộ của Anh Quốc á, là trả lại cho Salomon. Và sau đề nghị thế chiến á, nó kéo dài một thời gian như vậy đó. Thì cái đảo này á, cũng chịu thiên tai cũng rất là nhiều vậy. Rồi cái đảo này năm 1976 á, là bắt đầu mới họ thành lập một chế độ tự trị ra đời. Thì hai năm sau đó thì quốc gia được tuyên bố độc lập, và cái quốc gia này cũng thuộc về là khối thành vương chống Anh, chống ở chống mình châu Âu, chống Anh. Họ đó thôi nói tiếng Anh. Dạ, họ nói tiếng Anh. Dạ. Thì nói chung á, thì cái đảo quốc này thì quý vị thấy rằng là tuy đảo nhỏ như vậy mà dân số ít như vậy, nhưng cũng có rằng là năm 1998 có cuộc xung đột sắc tộc với nhau. Thì khi mà xảy ra một chuộc sắc tộc và họ đồng đội với nhau, thì quý vị thấy cộng năm 1998 thì bên phía Úc Nguyễn Xuân Nam thì họ cũng giữ lên trong lực lượng của Liên Quốc cũng gợi một đội quân ở đó để dàn xếp cho sự yên ổn và ổn định của Salomon. Thì nói chung Salomon á, thì trước đây thì có sự yểm trợ của ai? Của Nhật cũng có, của Đài Loan cũng có, rồi của Úc cũng có, của Tân Tây Lan cũng có, và Mỹ cũng có những nước nào. Nhưng không biết sau này thì là mới đây thôi thì có sự chuyển mình rất là lớn, làm cho bên phía Đài Loan họ bỡ ngỡ rất là nhiều. Thực ra là cũng bỡ ngỡ chứ cho lắm thưa quý vị. Nhưng có cả làm cho cái đảo quốc Đài Loan họ hơi bực mình một tí, thì đó là sơ quan lịch sử của Salomon. Kính thưa quý vị, cái quốc đảo Salomon này nó nằm ở cái khu vực mà có thể nói là đèo heo hút gió. Nó ở cái vùng là chúng ta thấy ở phía đông của Indonesia là Papua Guinea, Papua New Guinea, Papua New Guinea. Đó, rồi xong tốt như này. Bên này Indonesia thì nằm tốt như này, rồi bên này bên Úc nằm tốt như này. Thì nằm ở cái vùng mà Nam Thái Bình Dương. Và nó một cái khu vực đèo heo hút gió gồm một số các tiểu quốc nhỏ. Nó nhỏ đến mức là một vị đại sứ của Mỹ làm một lúc ba đại sứ ba nước luôn. Làm đại sứ một lúc ba nước luôn, không phải làm đại sứ nước là một cụm nước. Mà nó nhỏ ở mức độ này, cái Solomon đó, nó nhỏ là nó có khoảng 600.000 dân, mà anh nghĩ trên 900 cái đảo nhỏ, trong đó có 6 cái đảo lớn mà có 600.000 dân này. Như vậy họ sống rất là rải rác, sống rất là thưa thớt. Và một quốc gia như vậy đó, cái thu nhập quốc gia như vậy, số dân nó thua thành phố San Jose của mình. San Jose mình trên 1 triệu người, chứ nó có một nửa thôi, nó có nửa dân San Jose thôi, rất là nhỏ. Và một số các cái quốc gia ở cái vùng mà Caribbean cũng vậy, rất là nhỏ. Thì cái tổng thu nhập quốc gia nó chỉ còn 1.5 tỷ, 1.6 tỷ. Mà 1.5 tỷ, 1.6 tỷ thì nó quá nhỏ. Nó quá nhỏ. Thế thì thực sự nếu tính là phương diện quốc gia thì chúng ta nói cho vui chơi chứ cái ta không đã ảnh hưởng đáng kể trên cái chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư của thế giới này. Nhưng mà có một cái điều là đối với Đài Loan rất là quan trọng. Bởi vì Đài Loan bây giờ nó còn có 17 quốc gia, mất hình này thì Đài Loan chỉ còn 16 quốc gia. Và trong khi đó là Đài Loan càng ngày càng bị cô lập trên cái chính trường quốc tế. Cho nên Trung Cộng muốn đánh Đài Loan bằng cách là
trong năm vừa qua, 2 năm vừa qua, 5-6 quốc gia dụ dỗ họ mua chuộc theo chính sách mà chính sách ngoại giao bằng đô la kéo các quốc gia đó, tuy nó rất là nhỏ không đáng kể nhưng nó kéo về phía họ làm con số của Đài Loan từ 22 xuống còn 21, 20, 19, 18, 17, bây giờ mất Solomon đó, thì còn 16. Nhưng mà xưa nay mất rất là nhiều lần, Mỹ gần dần dưỡng dưng. Nhưng lần mất này đó, Mỹ làm lớn chuyện. Chúng ta sẽ nói làm lớn chuyện sau, bởi vì cái đạo quốc Solomon đó, nó mất đó, đối với nước Mỹ là ngoài việc ủng hộ Đài Loan. Cái mất cái đạo quốc Solomon nó còn một vấn đề này. Là Solomon có những hải cảng nước sâu, rồi có phi trường, có căn, nó có những cái khu vực đó mà Mỹ rất là sợ, từ là bằng kinh tế, ngoại giao, thì Trung Cộng có thể đổ quân vào đó và có thể mua những bãi nước, bãi những hải cảng nước sâu, mua những phi trường và trở thành vũ trang hóa cái khu vực Nam Thái Bình Dương và Oceania là châu đại dương. Và như vậy thì đe dọa đồng minh của Mỹ là Úc và Tân Tây Lan, đồng thời đe dọa đồng minh của Mỹ là Indonesia, và đồng thời họ ảnh hưởng quân sự hóa khu vực đó. Thì cái đó hay là cái quan trọng. Cho nên tại sao Mỹ trong lần này làm hơi lớn chuyện chút xíu, chúng ta sẽ kể cái chuyện làm lớn. Thì quý vị biết cái Solomon nằm đâu rồi. Thì cái đạo quốc Solomon này nó có cái điều là nói ra nó đạo quốc rất là nhỏ. Đạo quốc rất là nhỏ. Kinh tế không mạnh, quân sự không có, tất cả mọi thứ trên cái, nó là một quốc gia có chủ quyền nhưng mà thực sự là một quốc gia rất là nhỏ, rất là yếu. Nhưng mà chỉ có cái điều là tại sao Đài Loan mất đó, thì cái, chúng tôi đã thưa quý vị rằng Đài Loan có một cái là buồn, bởi vì từ 17 nước còn công nhận mình giờ còn 16 nước là cái điều buồn, dù nó nhỏ. Cái thứ hai nữa đó là cái nó, lúc mà đạo quốc Solomon vừa được trao trả cái độc lập và chưa có tuyên bố là quốc gia tự trị, chưa tuyên bố là độc lập, thì chính Đài Loan là những quốc gia đầu tiên thừa nhận ngoại giao với Solomon và hai bên trao đổi tòa đại sứ đến giờ là 36 năm. Bây giờ đông một lúc anh bỏ thôi, anh đi theo đối thủ của tôi để mà hà hiếp tôi, thì cái đó Đài Loan bực tức, bị bực tức cái điều đó, không tôn trọng tình nghĩa, không tôn trọng mối quan hệ, không tôn trọng gì mà bị mua chuộc, mà cái mua cái giá rất là rẻ, 500 triệu Mỹ kim, viện trợ 500 triệu Mỹ kim tiền viện trợ là mua đứt cái ban giao một quốc gia. Thì chính sách ngoại giao như vậy chúng ta sẽ nói thêm, nhưng mà quý vị biết cái Solomon nằm đâu và hôm nay tại sao chúng ta bàn về vấn đề này, để thấy rằng trên cuộc đời này có những lúc đó, cái ván cờ của thế giới đi như thế nào, và trong lúc cái được cái mất trên ván cờ thế giới thì như thế nào, trở lại bên mùi thế. Yeah. Thì thưa quý vị, thì cái vấn đề mà Solomon thì hiện nay là nổi cộm như vậy, thì nó làm cho phía bên Đài Loan và Thái Anh á, thì cái điều này nó ảnh hưởng đến ba Thái Anh vậy không, nếu như so sánh với các vị nguyên thủ quốc gia trước đây là tổng thống do Mã Anh Cửu hoặc là Trần Thủy Biển ha. À, thì quý vị thấy rằng là cái vấn đề mà mất cả quốc gia là không bằng là cựu tổng thống Biển thời kỳ trước, tổng thống Trần Thủy Biển á, là mất ít nhất là 9 cái quốc gia trong thời kỳ đó. Nhưng dù sao đi nữa thì ông Trần Thủy Biển thì ông kéo lại được 3 quốc gia sau đó và kiếm 3 quốc gia mới đó, thì dù mất 9 nhưng kéo lại. Thì cái thời kỳ ông Trần Thủy Biển á, là đánh mất cái vấn đề mà ngoại giao các nước đồng minh của mình rất là nhiều. Sau đó là Mã Anh Cửu, Mã Anh Cửu thì không có bị ảnh hưởng nhiều. Thì tụi cái biết việc anh Nam Việt thật là về Mã Anh Cửu thật là quốc thân Trung Cộng, thân Trung Cộng hơn. Do đó bên phía Bắc Kinh họ không đánh phá nhiều. Đó, từ năm 2000 đến năm 2008 thì mất cho đến khi ông Mã Anh Cửu thì không. Nhưng kể từ năm 2016 cho đến nay thì khi bà Thái Anh Văn lên thì các nước đồng minh của bà Thái Anh Văn cũng mất hơi nhiều đó, từ 22 xuống còn là 16 thì khá nhiều. Tụi cái việc thấy tại vì sao người ta đặt lý do tại vì sao bà Thái Anh Văn mất nhiều như vậy. Cái sợ gì bà Thái Anh Văn mất nhiều, tại vì bà Anh Văn có một lập trường rất vững chắc,
tức là quốc gia tự trị và đòi độc lập cho chính mình lại, vì không phải là lệ thuộc của Trung Cộng nữa, và không chấp nhận rằng là một quốc gia có hai chế độ, bằng chấp nhận cái điều đó. Và đồng thời vừa rồi tức là ngày hôm sáng hôm nay bà lên tiếng thế này, quý vị, bà lên tiếng thế này, mặc dù trong đạo quốc của chúng tôi là có nhiều cái đạo phái, có thể có những sự khác biệt nhau, nhưng có cả khi mà nói đến đề cập đến là một quốc gia hai chế độ thì hầu như chúng tôi trong các đạo phái khác họ cũng đồng nhau, chỉ có một ít thôi có thể nói vậy, bà phải nói vậy. Và bà nói thế này, thì chế độ dù mất cái đạo quốc Solomon hoặc là Kritabi đi nữa, thì vừa mới đây trong một tuần mất hai quốc gia đó, chắc là bị Trung Cộng dù dỗ bút chuột đấy, như thế. Còn thực ra thì vấn đề không phải là họ phạt lại Đài Loan, không có cái sức với Đài Loan, tại vì Đài Loan chỉ có tiền giúp đỡ cho cả cái quốc gia đó thôi, chứ làm gì mà họ phải là bất mãn hoặc là họ phải là trả thù với là trả đũa này cái đó, sợ vì mất, tại vì là bên phía Trung Cộng bút chuột. Thì hồi sáng này bà tuyên bố rất thẳng thừng thế này, dù sao đi nữa chúng tôi vẫn giữ vững lập trường kiên cố như vậy, dù cũng mất hết đi nữa chúng tôi vẫn giữ lập cường lập trường, dù cái Solomon hoặc là Kritabi mới đấy thôi, chúng tôi vẫn lập cường lập trường như vậy. Thì bà ta cũng nói rằng là tại sao Trung Cộng chơi đến nỗi mà gọi là bà nói hèn trên hèn như vậy, tại sao lại dập tắt trên cái trường quốc tế của bà, trên cái trường ngoại giao của bà, thì ít nhất bà có những cái quốc gia đó trên thực thể, mặc dù những quốc gia nhỏ nhưng trên mặt giấy tờ, trên thực thể là chúng tôi có những quốc gia ngoại giao về đồng minh của chúng tôi. À, thì bà nói như vậy thì quý vị thấy rằng là rồi, thì bây giờ cái vấn đề mà bây giờ mình xem lại cái Trung Cộng là mua đất hoặc là mua chuộc Solomon như thế nào, quý vị thấy là cái Trung Cộng á là luôn đem tiền đi dụ dỗ. Bây giờ có cái danh từ là ngoại giáo đô la là như sang năm, tức là đi đâu đem đô la phân phối lại cho đô la diplomacy đó, đô la diplomacy đó, cái đô la đi đâu tức là họ mua chuộc quốc gia đó. Thì cái Solomon này đã có 36 năm quan hệ mật thiết với Đài Loan. Cái đó Đài Loan bộ ngoại trưởng của Đài Loan, tức là ông Joseph Wu, thì ông nói thế này, ông nói rất là khiêm tốn thôi. Rồi sau 36 năm rồi, bây giờ nếu như mà Solomon làm như vậy, tức là ông họ phá tan đi cái tình hữu nghị của chúng tôi, và chúng tôi kịch liệt rất mạnh mẽ lên án cái điều đó. Ông ta nói như vậy. Thì mặc dù một tuần trước đó thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Solomon đi qua là ghé ở Đài Loan cũng giống như là ở Trung Cộng ấy, cũng để mà nói chuyện tiếp tục vấn đề quan hệ ngoại giao đối với Đài Loan để tiếp tục như vậy. Nhưng khi cuối cùng ở bên Solomon quyết định thì tất cả mọi cái đều cắt đứt, không có thì vấn đề tiếp tục quan hệ ngoại giao nữa. Bên phía bên Đài Loan người Sơn Nam thì cũng nói yêu cầu tức là rút khỏi cái những nhân viên ngoại giao hoặc là nhân viên chính phủ là Solomon ra khỏi, và đồng thời yêu cầu Solomon rút khỏi những nhân viên của Bộ Ngoại giao hoặc là những nhân viên làm việc tại Solomon tại Đài Bắc. Và đồng thời hiện nay có ít nhất là 150 sinh viên đang học ở đó. Thì 150 thì bên phía Solomon bên phía trong cả ngoại nếu ok nếu không được thì chuyển một số sinh viên qua mà bên Bắc Kinh vẫn được cái được. Bên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Solomon nói thôi được, nếu như vậy có thể chụp chuyện. Nhưng Đài Bắc họ cũng lên nộp tệ như vậy, thôi được, nếu như bây giờ các ông muốn như vậy thì bây giờ chuyển các sinh viên đi, nhưng chúng tôi cho chấp nhận học ấy, là học kỳ rồi thì có thể là đầu năm 2020 thì phải chuyển qua đó. Thì đó, những cái vấn đề bây giờ là hiện đang xảy ra như vậy đó. Thì quý vị thấy khi mà tách rời đó như thế này ấy, thì trong đó có một cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội ấy, những số năm thì trong đó có 27 thành viên trong Quốc hội thì bỏ phiếu, thì không có phiếu đồng tình hết trơn, chỉ có 6 thành phần là không tham dự bỏ phiếu mà thôi. Đó, 6 thành phần không tham dự bỏ phiếu. Thì nói chung tất cả là bỏ phiếu. Nhưng ông thủ tướng là Sogawa thì ông có chế cái mạnh khỏe thế này quý vị. Thì bây giờ có một số đối lập ở trong đó chứ phải không? Nhưng còn cả là bây giờ kéo dài cái thời gian nghỉ mà gọi là relax hoặc là reset reset nghỉ ngơi kéo dài đến tháng 11. Do đó ông ngăn chặn cái vấn đề mà để những chống đối đó không chống nữa. Còn cái vấn đề mà đa số là nhân dân giữa và 80% thì họ không đồng ý rằng là bên chính quyền Solomon quyết định một cách nhanh nhẹn như vậy
rất là nhanh chóng lắm, vừa quyết định vừa vừa đó là quyết định ngay. Thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Solomon đó, đồng thời ông Thủ tướng đã nói được không, điều này chúng ta đã tham khảo ba cái cơ quan rất lớn rồi, chúng tôi đã phổ biến với dân chúng rồi, tất cả mọi cái đều công khai rồi, sau đó chúng tôi bỏ phiếu chẳng phải không, chẳng phải tổ chức, chúng tôi cũng nhanh nhẹn như vậy đâu. Nhưng thực tế là bên Solomon bị sức ép của Trung Cộng. Ok, nếu chấp nhận là khoảng 500.000 tỷ Mỹ Kim, 500.000 Mỹ Kim mà thôi, đồng thời 500 triệu, cảm ơn những số năm. Và đồng thời bên Trung Cộng hứa thế này, hứa sẽ xây một sân vận động để tổ chức Pacific Games vào năm 2023, tức là tổ chức các nước ở trong quanh Thái Bình Dương đó. Thế như vậy thì bên Solomon thấy sướng quá, là xây dựng một cái sân vận động là cho mình, mà khi mà quý vị thấy rằng mỗi lần tổ chức thế vận hội và tổ chức vận hội Thái Bình Dương hoặc là bất cứ chỗ nào vậy, họ thu tiền rất là nhiều. Bên cạnh đó họ được xây dựng ở thành phố, họ xây dựng những cái sân vận động rồi khách sạn vân vân, đường xá thì có trợ, thì bên Solomon sướng quá như nữa. Thế như vậy họ quay mặt với Đài Loan mà thôi. Đó, thì bên phía Solomon nói vậy, tôi đã công khai, chúng tôi đã làm như vậy rồi. Nhưng có một điều là họ có âm mưu tập, họ kéo dài cái thời kỳ nghị của Quốc hội mà đến 50, trên 50% Quốc hội, đại biểu Quốc hội họ không đồng ý điều này, điều số 5, chứ phải cấm đâu. Nhưng là ông Thủ tướng Sogava thì ông chơi cái trò như vậy. Thì xin nói chung cho quý vị thấy rằng là những cái âm mưu của Solomon, mà ông Solomon này là ông Thủ tướng là Sogava này á, là quý vị thấy rằng là ông nhiệm kỳ là nhiệm kỳ thứ tư đấy, đúng không nào? Và những nhiệm kỳ trước á là ông bị mất tín nhiệm và có những hết nhiệm kỳ sớm chứ phải không đâu. Mà người ta biết rằng bây giờ cái thế cờ như vậy, tại vì ông mà Sogava này á là ông luôn luôn ủng hộ với Bắc Kinh và về phía Bắc Kinh trong trong như vậy. Do đó tức là khi mà Bắc Kinh đề nghị như vậy và khi Bắc Kinh mà đến Việt Nam như vậy thì ông sẵn sàng. Coi như là đây là một cơ hội cho đất nước ông. Và ông thường nói rằng bây giờ đất nước quá nghèo nàn rồi, chúng tôi phải làm như vậy thôi. Là cái tình trạng hiện nay, tại sao mà Solomon quay lưng lại với Đài Loan và theo chân của Bắc Kinh như thế này. Thì cái Solomon chúng ta thấy nhìn buổi trình bày một cái quốc gia rất là nhỏ, nhưng mà cái việc mà đối với Đài Loan nó là quốc gia quan trọng và nó nằm trong danh sách rất ít ỏi trong 17 quốc gia còn lại. Bây giờ mất cái Solomon này còn 16 mà. Cho nên và Thái Lan cảm thấy mình bị tấn công trên cái sân khấu quốc tế, là Bắc Kinh thì cho rằng là sẽ lấy hết để chi, không còn quốc gia nào thừa nhận Đài Loan, thì từ đó xóa sạch cái chủ quyền của Đài Loan. Thì nhưng mà chúng ta sẽ bàn sau nếu điều đó nó xóa sạch không và Đài Loan sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng mà nói như vậy cho nên phía mà Trung Cộng nhân kỷ niệm lần thứ mà 70 quốc khánh của họ, họ muốn lấy đây là món quà mừng quốc khánh, món quà mừng quốc khánh của họ là những quốc gia khác bỏ đối thủ Đài Loan mà trở về với đất mẹ Bắc Kinh. Thì chúng ta biết là Bắc Kinh làm gì, họ suy tính một ná bắn ra 2-3 chim, 3-4 chim với 1 chim, nào là tước được cái đồng minh một quốc gia khỏi đồng minh của Đài Loan, phải làm gì nữa, mở rộng cái sự ảnh hưởng của Trung Cộng tại vùng Nam Thái Bình Dương, có thể mở rộng căn cứ quân sự tại Nam Thái Bình Dương, rồi gì nữa là lấy tài nguyên vùng này. Tại vì vừa mới công bố là Solomon chuyển sang ngoại giao với Bắc Kinh bằng cái giá họ viện trợ 500 triệu. Làm gì nữa, 10 biết không? Họ đồng ý ký cái nợ cho vay là trên 800 triệu để xây dựng cái đường xe lửa lớn ở tại đảo quốc Solomon. Và bên Solomon đó, thế chấp cái mỏ vàng, nếu mà không trả được cái nợ thì mất cái mỏ vàng. Như vậy thì cái bẫy giờ đi vào luôn, đưa tay đằng trước lấy tay đằng sau luôn. Cho nên
Báo chí thế giới nói rất là nhiều, và chính như vậy đó, cái giới đối lập, đảng đối lập tại Solomon, quốc hội Solomon, dân chúng Solomon, họ bất bình, họ không đồng ý với việc chuyển sang Bắc Kinh một cách gấp rút như vậy. Mà hiện nay cái trong 33 vị trong cái nội các thì 27 phiếu phiếu thuận, không phiếu chống, 6 phiếu trắng. Như vậy có nghĩa rằng Đài Loan thua từ trái sang phải, thua từ trái sang phải. Mà họ tổ chức cái này kỹ lắm, họ tổ chức cái này rất là kỹ, là khỏi tránh những vấn đề kiện cáo, tránh những vấn đề và khiếu nại, là họ cho cái kỳ nghỉ hè của quốc hội đó, là kéo tới tháng 11. Bây giờ khi bây giờ ở đây họp bỏ phiếu, anh ở đâu có mặt, anh chống không có mặt. Cái thứ hai là căn cứ vào 4 văn bản báo cáo của 4 cái cơ quan chính phủ không? Và thông báo cho nhân dân biết trước. Thì như vậy, nhưng mà chơi rất là tuyệt được, chơi rất là khi mà nghe cái điều này đó, thì Đài Loan cũng còn nước còn tát mà. Và những ngày cuối cùng cũng gửi một thứ trưởng ngoại giao bay sang Solomon để cứu vợ bạn. Mình gặp ông tùy viên báo chí của thủ tướng thì ông biết nhưng mà không tiếp, ông thủ tướng không tiếp, và hỏi về vấn đề này ông bảo ông cũng không biết gì cả, chờ stay tuned để chờ chúng tôi cập nhật. Thì như vậy thì cái phía bà Thái Văn mới tức, nghĩa là bừa rồi ly dị cũng phải có ra tòa, cũng phải ký đơn này nọ, cũng phải cùng nhau ra tòa. Anh ra tự động anh làm như vậy xong rồi bất chấp tất cả những cái mối quan hệ trước đó. Mà thực sự Đài Loan là quốc gia mà phải nói là họ cũng gồng mình là gánh chịu. Thì tại sao người ta nói rằng cái vấn đề mà ám ỉ lâu nay là Solomon rút ra khỏi cái liên minh với Đài Loan và trở về với Trung Cộng, mà biết là Trung Cộng mua, mà người ta đặt câu hỏi là tại sao bà Thái Văn không mua. Bà Thái Văn đã tuyên bố cách chính thức là chúng tôi không có tham dự cái bidding process, cuộc đấu giá, bởi vì nó sẽ mất những cái đồng minh khác của chúng tôi, mình không có lợi cho cuộc bầu cử chúng tôi, không có lợi cho bầu cử tại Đài Loan vào đầu năm tới, năm 2020 tại Đài Loan. Cái thứ hai nữa là nó không có lợi trong mối quan hệ của Đài Loan. Thì chúng ta sẽ tới vào vấn đề, nếu để do cuộc chạy đua chính sách của diplomacy mà kiểu đồng tiền đi trước đó, đồng tiền khôn mà nó cướp hết tất cả đồng minh, thì Đài Loan có chết không thì tiếp ta sẽ bàn sau. Nhưng mà nó cái một điều đặc biệt là bà Đài Loan không tham gia cuộc tranh mua, tranh bán với Bắc Kinh, và bà chỉ lên án cái chính sách ngoại giao theo tiền bạc của Bắc Kinh thôi. Thì thưa quý vị, thì cái điều này trước khi một tuần á, thì có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Solomon đi qua Đài Loan rồi, còn báo trước rồi. Nhưng sau đó thì quý vị thấy rằng là bên phía Hoa Kỳ á, cũng là thúc đẩy Đài Loan nên nỗ lực đi mình hàng gần lại với Solomon để xem như thế nào. Và phía Mỹ cũng nhận thấy, cũng kêu gọi Đài Loan á. Okay, bây giờ cũng kêu gọi Solomon. Solomon như vậy là cố gắng để mình còn được contact đó. Nhưng cuối cùng thì mình thấy rằng là không có đạt được cái kết quả nào hết trơn á. Còn riêng chủ tịch ủy ban đối ngoại Solomon thì ông Peter Caneloria thì ông nói rằng quyết định để gốc như thế này á là về sở gì ý đó, tức là để Solomon tham gia cái ngày quốc khánh của 70 năm của Trung Cộng á, thì đó là một trong những cái quyết định vội vàng như vậy. Và ông ta cũng nói thế này, cái vấn đề mà cái quyết định á mà vội vàng để lôi kéo vào Bắc Kinh á, thì Solomon thì quý vị thấy rằng cái vấn đề mà chính trị của Solomon thì cũng giống như mà quản lý về cấu trúc quản lý cũng kém, rồi thể chế thì gặp nhiều là thử thách, rồi gặp quyền nó là quyết định về cấu trúc rất là nhiều lắm. Do đó là họ có thể dựa vào Trung Cộng có thể rằng làm lại những cái gì mà nó tốt đẹp hơn, và đồng thời họ cũng có đưa ra lập luận thế nào. Thì những cái quốc gia mà họ trở
họ đã theo trợ cờ, họ theo vào Trung Cộng á, thì bây giờ các nước đó có cái nền kinh tế rất phồn vinh lắm. Họ nói vậy đó là họ lập luận như vậy thôi quý vị. Thì những cái phần như vậy á thì là họ tự bảo vệ cho chính họ mà thôi. Còn đa số dân chúng thì họ không có cũng muốn nhiều cho lắm. Thì cho đến hôm nay thì các đại biểu của Quốc hội họ đang có nghỉ hè vậy. Cái đó trên mặt pháp lý và trên mặt mà chánh chánh ngôn thuận thì quý vị thấy rằng Parliament họ đã làm tất cả những gì mà họ đã làm rồi, và phía Mỹ họ cũng đã làm rồi, nhưng cuối cùng thì không có được là kết quả như theo mong muốn của Đài Loan cũng như là Mỹ nhiều sáng nay. Ở trong Kim nói đúng ra cái nhân vật này, cái vụ này đó có thể nói là họ dàn xếp rất là tinh vi, cho nên họ có một kế hoạch tách ra, và Đài Loan là nạn nhân trong vấn đề này, tách ra. Thì mặc dù Mỹ bị tự ái, điều nữa là gì, phía Mỹ có vận động Solomon, lâu nay Mỹ đã giúp đỡ Solomon rất nhiều, Mỹ vận động Solomon ở lại, nhưng mà Solomon vẫn quyết định khăn gói ra đi, thì không để mặt Mỹ. Tiếng là sẽ nói sau về vấn đề này. Tuy nhiên á, cho thấy rằng cái cuộc ảnh hưởng của Mỹ tại Solomon cũng bị suy thoái, mà ảnh hưởng của Trung Cộng đang lên, cái thế địa chính trị của Mỹ đang đi xuống và thế địa chính trị của Trung Cộng đang đi lên. Cái đó là vấn đề ta sẽ bàn lại sau. Nhưng mà cái ông đại sứ của Mỹ á, nãy chúng ta có nói đến cái yếu tố là vì những quốc gia ở sát bên nhau mà nó nhỏ lắm, do vậy đó thì họ là một quốc gia, ba quốc gia là có ông đại sứ Mỹ đó. Thì ông đại sứ Mỹ làm ba quốc gia là Papua New Guinea, cái tên này cũng rất là lạ, mình chưa nghe. Papua New Guinea là rồi cái quốc gia thứ hai á là quốc đảo Solomon, quốc gia thứ ba Vanuatu, anh cũng chưa nghe. Thì ba quốc gia này, nhưng mà cái điều này nè, về mặt mà địa chính trị thì đây là quan trọng. Anh thấy Mỹ cô lập Trung Cộng, nó contain khống chế cô lập Trung Cộng bằng ba chữ C, C ngược là cái vòng cung nè, một C bộ là sát cận duyên Trung Cộng, là bên này từ Nam Hàn qua Nhật Bản, thấy không, qua Đài Loan xuống Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, cái vòng si công này, thấy không? Bây giờ nếu lấy Việt Nam luôn á, người ta nghĩ Việt Nam có thể trở về với Mỹ, lấy Việt Nam luôn thì cái vòng chữ si nó khép chặt lại thêm chút nữa, là để cho cái vòng một là dùng cái chữ si này là containment. Content là khống chế, là kềm tỏa, kềm chế lại. Thì đó là cái chữ C, containment bắt đầu chữ C, C1. Thì chữ C này, C, containment đầu tiên, containment circle, cái vòng kiểm soát 1, nằm sát bên cận duyên. Vòng kiểm soát 2 nằm đâu em biết không? Nó nằm ngay chỗ cái vùng này nè. Là từ Nam Hàn xuống Nhật Bản, vòng công qua Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu, Vanuatu, xong xuống trở về Úc Đại Lợi, Tân Đại Lan, đó là Situ nó đi. Cái vòng này là vòng phía đông của Indonesia, phía đông của Brunei, phía đông của Philippines, còn phía Việt Nam là phía tây Philippines. Thì cái vòng là vòng C2, nó vòng xa hơn vòng Nai 2. Thì như vậy đó, cái việc mà Trung Cộng lấy thằng Papua New Guinea này đó, lấy trong khu vực này, lấy thằng Solomon này, thì nó nhắm đến Papua New Guinea, rồi nó nhắm đến cái yếu tố đó là cái đảo quốc thứ ba, nó là Vanuatu và cùng với Solomon đó, thì thành là một khu căn cứ của Trung Cộng. Và như vậy đã đánh vào sân sâu của Liên minh Mỹ
với lại các nước đồng minh của mình trong cái vùng mà châu đại dương là Úc, Tân Tây Lan và đông đông Á và Nam Á là Indonesia. Anh em, cho biết địa chính trị nó có vấn đề, cho nên Mỹ lần này đó, bước khi mà mất, không phải Đài Loan mất mà Mỹ cũng mất luôn. Trên Mỹ, đại sứ Mỹ tại ba quốc gia này kêu gọi thôi, Đài Loan nó tốt với các anh lắm, nó hợp tác rất là chân tình với các anh, thôi ở lại đi. Nhưng mà Solomon vẫn quay lưng với Mỹ đi, cho nên phía bên Hoa Kỳ mới tức bỏ cuộc, không ông phó tổng thống Mike Pence bước bỏ cuộc họp với ông thủ tướng của Solomon. Và chúng ta sẽ nói sau. Như vậy chúng ta thấy rằng cái vấn đề này nó còn nhiều cái yếu tố phức tạp nữa. Vấn đề về kinh tế là nó mua cái mỏ vàng với giá rẻ, bị nợ nằm đó. Về mặt quân sự là còn hải cảng sâu, rồi cả phi trường ở đó. Và cái vùng địa lý Nam Thái Bình Dương, chiếm cái đóng Nam Thái Bình Dương. Với cái vùng nó lâu nay là thuộc Mỹ và Úc. Nhưng bây giờ làm kiểu này thì cái màu sắc đỏ của Trung Cộng nó trà trộn vào. Thì cái đó là vấn đề lớn, chứ không phải là vấn đề nhỏ. Chuyện nhỏ thì vấn đề lớn. Thì có một câu khi mình tìm hiểu nghiên cứu về là Sorbon đó, thì nó có một câu rất dễ thương. Vì cái khu vực này đó, cái đảo này thì người ta ở cách đây cả ngàn năm rồi. Mà mình thắc mắc biết tại sao ta ra được cái đảo này ở cả ngàn năm biểu. Trong đất liền ra được cái đảo ở cả ngàn năm trước rồi. Có nhà đảo nhỏ không? Đảo nhỏ không? Mà làm sao mà là con người ở đâu mà có mặt là tại đó ở cả ngàn năm trước, khi mà một phái đoàn của Tây Ban Nha nó phát hiện được vào thế kỷ 15, 16 gì đó. Thì sau đó mới làm thuộc địa của Anh. Họ nói tiếng Anh. Họ nói tiếng Anh đúng rồi. Năm 1898. Nhưng mà họ nói tiếng Anh. Yeah. Nhưng mà họ có những câu nói đó. Họ có những câu nói mà mình đọc ra là thấy nó rất là thú vị. Ví dụ họ nói là to lead is to serve. Lãnh đạo là gì? Là phục vụ. Cái tư tưởng rất là tiến bộ. Nhưng mà về họ theo chế độ hoàng gia, vẫn họ theo chế độ hoàng gia, quân chủ lập hiến, thì họ vẫn có cái bài quốc ca thượng đế cứu chuộc nữ hoàng. Đó là, thì cái giống dân này đó, nó là cái giống dân mà Melanesian, 94% dân đúng sau giống dân Melanesian, nó gần một số giống dân của Indonesia và cả Úc. Cho nên về chủng tộc đó, nó gần ở đó một chút xíu. Nhưng mà mình thắc mắc biết tại sao con người từ đầu đã ra được đó, cũng hay trong thời kỳ cổ đại làm sao ghe tàu ra tới đó mà nó ở đó cả ngàn năm nay nè. Không thì đồng ý cả ngàn năm, nhưng anh nghĩ rằng là thời kỳ đó là chính phủ Anh thành lập chế độ bảo hộ ở đó mà. Đó chứ đó là họ vẫn tiến bộ, người sau năm chắc là không tiến bộ đâu. Đó. Nhưng ở Solomon thì có những cái hải cảng sâu như vậy, tàu bè rồi tàu quân sự được tập là nghỉ với đó cái cách dễ dàng, giống như phần sưng sâu của các nước đồng minh của Mỹ vậy, cho bây giờ họ ở phía sưng sâu rồi. Thì bên cạnh đó thì quý vị thấy là có những cái đảo mà có san hô ở dưới nữa, tức là nó trù phủ về nghề biển là mọi cả. Đó. Nhưng mà thực sự khi mà tìm hiểu quốc gia này xong đó, thì quý vị thấy chúng tôi có cảm giác rất là thú vị. Mình mơ ước được về hưu đó. Em biết tại sao? Cái đảo quốc đó, nó tới cả ngàn đảo, trong 6 đảo lớn, cái mật độ dân số là bao nhiêu anh Mùi biết không? Mật độ dân số rất là ít, tại vì nó có khoảng 600.000 dân mà trên vùng đất mênh mông như vậy. Cho nên cái số người là không tới 19 người, trung bình khoảng 19 người một cây số vuông. Anh nghĩ một cây số vuông là dài một cây số, rộng cây số, có 19 người ở. Thì như vậy thì anh tha hồ mà anh có vườn từ rộng, tược rộng, đất rẻ, mà xung quanh anh là biển Thái Bình Dương mênh mông, anh thấy vườn tược rất là rẻ, thì anh thấy cái đời sống á, nó rất là lặng lẽ, yên tĩnh, đâu xô bồ, vì nó không giống như Sài Gòn, không giống như Bangkok, mà nó rất là lặng lẽ, từ có 19 người trong cây số vuông,
anh ấy rất là rẻ không? Giá nhà rất là rẻ. Là điều nữa là gì? Khí hậu rất là tốt. Điều nữa anh biết không? Là cái thu nhập bình quân rất là khá. Nó thu nhập bình quân nó bằng hoặc hơn Việt Nam một chút. Anh ấy thu nhập bình quân nó bằng, mặc dù tổng thu nhập quốc gia họ chỉ có 1.5 tỷ à. Nhưng mà tổng dân nó ít. Còn Việt Nam 240 tỷ. Nhưng dân Việt Nam tới là gần 100 triệu. Không? Còn nó thu nhập khoảng 1.5 tỷ à. Mà dân nó đó là có 600 ngàn người. Mà trên đó anh mùi ra đó biết không? Anh lấy tiền hưu xong anh về đó. Anh buông cái ghe nhỏ, đi chèo ghe câu cá cũng vui. Trên đọc cái đảo quốc Solomon xong rồi, tự nhiên mình thì thèm nó lúc nào mình đến cái đảo quốc này thăm. Và có thể mà nếu được thì tuổi già mình chọn về đó. Sáng câu cá chiều câu tôm. Đó là ý tưởng của anh Nam chứ không có thể được chứ. Không, chứ còn ai nghĩ ra đó để mình nghỉ hưu ở trơn. Tại vì ở đó là thứ thật lòng quý vị. Và đồng thời là hầu như là người đó họ sống an nhàn lắm. À, thì như là họ từ công vừa từ cấp mà, tức là họ làm được bao nhiêu là ăn bấy nhiêu, gần giống như thời kỳ Việt Nam mình ở nông thôn á, tức là làm ruộng rồi để mùa gặt hái rồi ra đồng bắt cá này kia nọ, rồi không phụ thuộc chi nhiều, chỉ có phụ thuộc là muối tiêu nước mắm rồi này kia nọ thôi, chứ còn đa số kiểu giống như là Solomon vậy. Thì như vậy cái thời kỳ mà Nam biết là Solomon họ bắt cá heo anh người sang Nam, họ xuất cảng cả được khác, cho đó họ bị cũng bị lên tiếng, cũng bị rằng là chỉ trích rất là nhiều. Nhưng mà cái nghề của họ rồi, tức là họ đánh cá rất, cái nghề của họ là đánh cá thôi. Đó. Nhưng mà họ đánh cá rất là giỏi và đồng thời họ cũng xuất cảng cá rất là nhiều. Nhờ xuất cảng cá đó, do đó thì cái thu nhập của bình quân một đầu người của họ rất là cao. Do đó họ sống rất là thoải mái lắm, chứ phải không? Đều có một cái tức là chính quyền, bởi vì chính quyền khắc nghiệt lắm. Vấn đề quản lý rồi về kinh tế, vấn đề chính trị, chính quyền họ quá, nó quá nghèo nào, họ quá nghèo là không quản lý được đất nước và tài nguyên của đất nước, cũng không quản lý được con người nữa. Bởi vậy đó là họ giống như cái thùng gợt bên phía xuống Nam, gợt chỗ này thì có gợt chỗ nọ. Thì bên phía đây lo vậy, trước đây cũng giúp đỡ rất nhiều người xuống Nam, chắc phải không đâu, chắc phải đến lo có hệ ngoại giao với Solomon là ngoại giao không đâu. Cũng đem tiền bạc của cả cũng giúp cho họ như vậy không đâu, thì cũng giúp cả việc khác và cái ngạc tay lấy tiền bao nhiêu, khi mà thấy tiền bên đây nhiều họ thôi tôi ngạc bên này thôi. Đó là những cái đó. Cái tình trạng đó mà hiện nay, ngày xưa ông bà mình nói cái tay mang túi bạc kề kề đối với đó của người nghe mầm, nó bữa nó quá gì chúng nghe mầm cái kiểu này đúng. Bởi vì sao nó cái quyền lực, cái hiện nay cái dư luận trên thế giới đó, và đây là quyền lực mềm đó, là cứ hay ngã bên Trung Cộng và làm ăn khác. Tại vì họ xây, càng như anh thấy nè, xây sông Văn Động, xây đường xá, xây đường xe hỏa 800 triệu. Không? Anh dân chúng thế chấp, chỉ có thế chấp có cái mỏ vàng mà. Nếu không trả được thì anh thôi, mất mỏ vàng. Không? Thì như vậy cái 7N nó đi theo. Cho Trung Quốc nó tính rất là thâm hậu mà người ta không thấy. Trong khi Đài Loan á, anh thấy Đài Loan năm vừa qua chi khoảng 200 mấy chục triệu đô la để cho giúp đỡ gần khoảng dưới 20 nước quốc gia, viện trợ 20 quốc gia đang làm ăn với mình. Nhưng mà bây giờ Đài Loan cũng gặp khó khăn, Eswatini cũng gặp khó khăn, rồi xong là Haiti cũng gặp khó khăn, một số nước Nam Mỹ cũng rút ra khỏi, Trung Mỹ rút ra khỏi Đài Loan, rồi giờ tới Nam Thái Bình Dương rút nữa. Thì trong khi Đài Loan bỏ 200 mấy chục triệu rồi, trong khi này cho gần 20 nước, trong khi Trung Cộng nó bỏ lúc là 500 triệu cho Solomon thôi, lấy đúng rồi. Cho nên bộ trưởng của Đài Loan tuyên bố là Trung Cộng mua đứt Đài Loan. Và như vậy đó, còn có màn là, nhưng mà xem cái cách mua này là có cái dư luận trong Solomon đó, là bôi trơn nặng lắm, hãy dùng tất cả thủ thuật để bôi trơn hết, để mà lót tay hết, để mà
chuyển sang cái mục cho nó kịp thời. Anh biết cái kinh nó chuyển nhanh chóng đến mức độ là không kịp ra văn bản nữa, không kịp ra văn bản nữa, mà nói miệng đúng không ạ? Bây giờ văn bản không có, hai bên nói miệng nhau thôi. Như vậy nó nhanh đến mức mà Đài Loan trở tay không kịp, và nhanh đến mức là nói miệng xong mà nhanh đến mức họ sợ đổi ý kiến, là họ quốc hội chưa tới tái vốn, họ cho nghỉ thêm để mình quyết định đi. Cho nên cái dư luận cho rằng cái này nó đang bị một tình trạng là bị mua chuộc. Thì thôi bây giờ cái chúng ta nói là bây giờ này cái phần mà năm điều bảy chuyện xung quanh để quý vị hiểu thêm về cái quốc đảo Samoan tại sao chúng tôi nói nhiều. Bây giờ phần nói nhiều nó ở chỗ này nè, ra cái chỗ là chính trị vấn đề Mỹ phản ứng như thế nào anh Mùi? Thưa quý vị, phần đề phản ứng Hoa Kỳ thì trước mắt á, sau khi những cái tin mà một cái cách dập nhọn như vậy á, thì phía Hoa Kỳ đã phản ứng ngay liền, tức là đó là phản ứng của phó tổng thống Hoa Kỳ, đó là ông Mike Pence. Ông Mike Pence sẽ tuyên bố ông sẽ hủy bỏ cuộc gặp gỡ thủ tướng là ông Sagara, và đồng thời ông thay đổi cái lịch trình của ông vấn đề gặp trong tương lai nữa. Tổng thống, phó tổng thống Mike Pence nói tức là Solomon đã không có trung thành vào phía Mỹ rồi. Thì phía cục phía Mỹ thì ông đại sứ quán Hoa Kỳ ở tại Solomon ở miền Trung Nam, Papua, thì ông cũng tuyên bố rằng là phó tổng thống Mike Pence Hoa Kỳ đã tuyên bố tức là không có tham dự hay là cuộc gặp gỡ với là thủ tướng của Solomon. Thì đó là phía bên phía Mỹ phản ứng, và đồng thời tức là các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ cũng phản tiếp tục xuống nào. Thì trong đó là có ông Rubio chẳng hạn, thì ông ta cũng nói được, ông ta nói rằng cái vấn đề mà cái cuộc mà thay đổi của bên phía Solomon đó đã không làm cho Mỹ hài lòng, thì mặc dù Mỹ trước đó đã khuyên Solomon thôi nên tiếp tục làm với Đài Loan đi, thì phía sau lưng có chúng tôi, nhưng Solomon cũng họ cũng không thèm nghe vấn đề đó. Thì bên cạnh cho chúng tôi xin một vài giây. Rồi bên cạnh đó thì có thượng nghị sĩ ông Marco Rubio, chúng ta thưa quý vị á, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, đồng thời là ông Rory Gardner cũng phía Đảng Cộng Hòa ở Colorado, thì cũng lên án Solomon, và đồng thời hai vị này kêu gọi quốc hội thông qua một cái dự luật mà là dự luật Taipei Long Nam. Thì cái dự luật này á, ta gọi là sáng kiến thứ nhất là bảo vệ và cái thứ hai tăng cường quốc tế của đồng minh Đài Loan. Tức là cái dự luật, cái sáng kiến này đã đề trình lên quốc hội năm 2018, tháng 9 năm 2018 kìa, mà nhưng quốc hội cũng chưa thông qua cho lắm, kéo dài cho được mạng đến hôm nay. Thì khi mà nghe Solomon tuyên bố như vậy thì hai thượng nghị sĩ này lên tiếng một cách mạnh mẽ lắm, thì họ làm thế nào để thông qua cái dự luật này, cái dự luật cái nội dung mà chúng tôi vừa nói lên đó. Và đồng thời nếu dự luật được thông qua thì chính phủ trên khắp thế giới để hỗ trợ công nhận cái ngoại giao của Đài Loan, tức là phía bên Mỹ bây giờ hỗ trợ phía Đài Loan như vậy á, thì hy vọng rằng cái dự luật quốc hội thông qua thì kêu gọi các nước mà đang quan hệ với Đài Loan, ngoại giao với Đài Loan, hoặc các nước có thể sắp sửa quan hệ với Đài Loan á, thì hỗ trợ và công nhận chính sách của Đài Loan hoặc là chính sách ngoại giao của Đài Loan có trên tầm quốc tế. Đồng thời thượng nghị sĩ Marco Rubio và ông Robert Menendez và thượng nghị sĩ Eden McKay cũng hỗ trợ cho dự luật này, và cái dự luật này lần đầu tiên đã đề trình lên thượng nghị viện vào tháng 9 năm 2018. Sau khi mà ông Rubio đã lên tiếng như vậy, ông ta tweet trên cái Twitter của ông thì ông ta nói thế này: nếu như mà Bắc Kinh mà cách mua chuộc vấn đề các nước có quan hệ ngoại giao với Đài Loan như vậy là một cái sự là quá là áp bức,
và ông ta nói đây là một chính sách ngoại giao bằng tiền đô la của Trung Cộng mua các nước mà đang các nước đó đang nghèo kém, và các nước đó là họ đang cần tiền thì họ đem tiền để mua chuộc, chứ không phải là trên cái danh chảnh, tức là họ thấy là đất nước Trung Cộng là một cái đất nước phồn vinh hoặc là có thể học hỏi, có thể là theo bước chân được, không phải là như vậy. Đó là ông Romeo Rubio lên tiếng như vậy, và đồng thời ông cũng đưa ra một thông điệp rất mạnh mẽ, tức là Hoa Kỳ sẽ không giữ im lặng trong vấn đề này đâu, tức là Hoa Kỳ sẽ có những cái biện pháp bằng cách này bằng cách khác đối với Solomon cũng giống như ở Trung Cộng vậy. Và thượng nghị sĩ Gardner thì ông mô tả cái trạng thái của Solomon đó, đây là một sai lầm sâu đậm nhất, và thế giới tự do sẽ đáp ứng các hoạt động, tất cả các hoạt động thù địch với Trung Cộng và hỗ trợ cho Đài Loan trong mọi vấn đề. Thì như vậy bên phía thượng nghị sĩ cũng lên tiếng, bên phía phó tổng thống bên hành pháp lên tiếng, bên luật pháp lên tiếng. Rất cảm ơn mọi thứ thưa quý vị. Cái nhìn chung phía Mỹ á, tại vì như chúng tôi đã phân tích hồi nãy đó, không có chỉ mất Solomon không, mà mất cái thế cờ ở tại khu vực Nam Thái Bình Dương, rồi địa bàn chính trị trong cái vòng C2 trong khống chế Trung Cộng. Vấn đề thứ ba là cái đe dọa của Trung Cộng đối với các đồng minh của Mỹ tại khu vực này, Úc, Tân Tây Lan, Indonesia, vân vân. Cho nên Mỹ cái quyết định của Solomon mà lâu nay nhờ Đài Loan, nhờ Mỹ rất là nhiều, bây giờ quay lưng như vậy đó, thì họ có cái mong muốn đó, là cái thấy nhìn thấy phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, và họ choáng ngợp trước cái sự viện trợ như vậy, đúng không? Họ quyết định, nhưng mà khiến cho phía Mỹ rất là bất mãn, cái là very very deeply deeply disappointed, rất là thất vọng, rất là bất mãn. Thì phía Mỹ á, nói rằng là họ sẽ có nhận những cái hậu quả, consequence, Solomon sẽ nhận những cái hậu quả, và kể cả Trung Cộng theo đuổi chính sách và đô la diplomacy và chính sách và bắt nạt như vậy cũng sẽ nhận những cái hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả đó là gì thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà nó có những cái hậu quả thì trong lúc đó một loạt phía Mỹ đồng loạt lên tiếng. Cái viện dịch vụ văn hóa của Mỹ, thực chất là tòa đại sứ Mỹ tại Đài Loan, đã lên tiếng là Trung Cộng bao giờ cũng hứa nhiều lắm, nhưng mà không có deliver, không có làm. Và như vậy thì về tương lai đó, nó dùng một chữ là what's up in the long run, về lâu dài thì nó tệ hại. Trong khi Đài Loan nó phải chân tình hơn một phía. Cho nên phía ông Rubio và ông Gardner đó, họ đang ra một cái Taipei Act để đối phó lại những vấn đề trong quốc gia còn lại, và trừng phạt những quốc gia đã bỏ vũ gói ra đi. Họ lên án cái chính sách và chính sách ngoại giao theo kiểu là mercenary, chính sách ngoại giao con buôn. Nó dùng chữ mercenary là chính sách ngoại giao con buôn, là tất cả mọi thứ không đặt giá trị, không đặt tình nghĩa, không đặt giá trị, không đặt sự cam kết, không đặt cái quyền lợi của người dân, không đặt quyền lợi quốc gia lên trên, và đặt vấn đề mà lời lỗ lên trên. Thì cái chính sách ngoại giao đó thì phía Hoa Kỳ bị cấn. Thì hiện nay đó, nó có vấn đề này. Về phía Mỹ thì một số thượng nghị sĩ Mỹ đã bảo trợ cho cái luật là Taipei Act Đài Loan, để nhằm giúp đỡ các quốc gia đồng minh của Đài Loan và nhằm giúp đỡ Đài Loan. Thì từ đó Đài Loan cảm thấy rằng chưa bao giờ trong lịch sử, dù có mất một quốc gia nhỏ như là Solomon, nhưng được cả một quốc hội lớn như nước Mỹ ủng hộ và được cái dư luận thế giới ủng hộ. Cho nên ta nói rằng cái sự mất sau cái được thì Đài Loan được rất là lớn, được rất là lớn. Và cái điều nữa đó là phía Hoa Kỳ có cái áp lực rất là nặng nề để mà yểm trợ Đài Loan. Chẳng hạn như chúng ta thấy Đài Loan, Thái,
Taiwan Relations Act, Taiwan Assurance Act, bây giờ Taipei Act nữa, Taipei Act nữa, là một loạt các chính sách của Quốc hội Hoa Kỳ. Và kỳ này là lưỡng đảng, lưỡng viện đều đứng phía Đài Loan, thì nó có lợi, rất là lợi cho Đài Loan về lâu về dài. Thì như vậy đó, cái người ta cho rằng trong đời sống luôn luôn cái được và cái mất đó, nó đi tồn tại song đôi lẫn nhau, theo cái lý luận bên nhà Phật gọi là interbeing. Cái này nó có trong cái kia, cái trong tuyến âm dương ngũ hành đó, thì cái âm trong âm nó có dương và trong dương nó có âm. Cho nên để ra cái lý thuyết là phú ông thất ngã đó, trong cái mây nó có cái xui và trong cái xui nó có cái mây. Thì người ta nói là hiện nay đó, bây giờ cân nhắc giữa mất Solomon đó, là Taipei được cái gì, Đài Loan được cái gì, mất cái gì. Đài Loan được là không có chi tiền cho các quốc gia nhỏ này nữa, đúng không? Tiết kiệm ngân sách, không phải mệt mỏi để duy trì một cái nền ngoại giao mà không xứng đáng, đúng không? Không phải mệt mỏi, không tốn tiền, không tốn nhân lực nữa. Được á, nữa là gì? Quốc tế rất ủng hộ và quốc tế thấy Đài Loan bị hại. Bây giờ có cái dư luận cho rằng á, là cần phải công nhận Đài Loan tại Liên Hợp Quốc. Tại sao phải công nhận Đài Loan tại Liên Hợp Quốc? Và Đài Loan đã rút ra từ năm 72, bị ép rút ra. Tại sao? Bởi vì họ cho cái lý luận như thế này. Trước đây đó, Đông Đức và Tây Đức là hai quốc gia, đúng không? Cũng là Đức, hai quốc gia đều nằm trong Liên Hợp Quốc. Và Nam Bắc Hàn cũng là hai quốc gia nằm trong Liên Hợp Quốc. Nam Bắc Việt Nam cũng là hai quốc gia đều nằm trong Liên Hợp Quốc một cách hợp pháp, kể cả Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kể cả Việt Nam Cộng hòa. Thì tại sao nó không phải là Trung Cộng và Đài Loan? Tại sao nó không phải? Cho nên một cái phong trào để quốc tế vận động thừa nhận ngoại giao cho Đài Loan và thậm chí vận động Đài Loan trở lại Liên Hợp Quốc. Đó là một, mà lần này thì cái Taipei Act của hai thượng nghị sĩ Rubio và Gardner, thì nếu nó thông qua thì thêm một cái đòn để với sự ủng hộ Hoa Kỳ này, Đài Loan có thể trở lại Liên Hợp Quốc. Mà khi mà Đài Loan trở lại Liên Hợp Quốc á, thì các quốc gia tha hồ công nhận, không phải quốc gia nhỏ, một quốc gia lớn nữa. Thì như vậy đó, thì như vậy thì Đài Loan hiển nhiên trở thành quốc gia độc lập. Cho nên nói cái này đó, cái này là cái mây chứ không phải cái rủi. Cái việc bỏ Solomon này là cái giọt nước tràn đầy ly, khiến dân thường thương cảm, thông cảm, ủng hộ Đài Loan nó dâng tràn, và sự bất mãn với Bắc Kinh nó tới cái mức cực điểm. Trên đây là giọt nước làm đầy ly, làm tràn ly, và đó là cái mây hơn nhiều là cái rủi, cái được nhiều hơn là cái mất. Ví dụ tại nước Đức đi, một cuộc vận động hiện nay đó, cho thừa nhận Đài Loan tại nước Đức đó, là nó có cái nộp đơn là petition và ký chữ ký đó, và đưa được 50.000 chữ ký đó, thì chính phủ sẽ lắng nghe và bàn bạc vấn đề này. Thì hiện nay mới vừa phát đơn ra đó, thì tới bây giờ 12.000 chữ ký rồi. Thì như vậy có thể là có đạt được 50.000 chữ ký trong trước cái thời hạn cuối cùng. Và nếu 50.000 chữ ký thì đã yêu cầu nước Đức phải thừa nhận và ban giao với Đài Loan. Thì nếu mà được nước Đức thừa nhận ban giao Đài Loan nữa thì quá tuyệt. Mà nước Đức thừa nhận thì các khối G7 khác và Mỹ đằng sau lưng, thì Nhật cũng có thể thừa nhận, và các quốc gia khác cũng có thể thừa nhận. Như vậy tự dưng Đài Loan đường đường chính chính trở lại Liên Hợp Quốc, và đường đường chính chính làm đồng minh của Mỹ một cách chính danh, và có thể nay mai nó tuyên bố độc lập, có thể Mỹ là quốc gia đầu tiên thừa nhận độc lập của Đài Loan. Do vậy nó trong cái rủi nó có cái may, và trong cái được nó có cái mất, và trong cái mất nó có cái được. Cho nên cái lý luận mà interbeing đó, trong cái này nó có cái kia, trong kia nó phàm. Cái lý luận đó khi mình nhìn thấy đó, là ông Lỗ Tấn, tác giả cuốn A Kiêu Chính Truyện, ông phát triển lý thuyết này sang cái phép thắng lợi tinh thần. Ông giải thích cái phép thắng lợi, ông giải thích cái sự thất bại bằng an ủi mình, bằng cái thành công
ông tìm được cách như vậy, tìm sự thành công trong thất bại. Thì không phải người ta dùng cái phương pháp án, phép thắng lợi tinh thần của Lỗ Tấn trong IQ chính trị để giải thích vấn đề Đài Loan, hay cũng không phải tìm trong Interbeing để giải thích vấn đề Đài Loan, không phải tìm phú ông thất mã trong giải thích vấn đề Đài Loan, mà trong cái đường nó có mất mà người ta nhìn thấy cái đường của Đài Loan lần này rất là lớn, cái đường của Đài Loan lần này rất là lớn, thì Đài Loan cảm thấy rằng là chúng ta chờ đợi. Trong lúc đó thì cái được của ông thủ tướng của Solomon thì đang đứng trước cái là sẽ mất. Hiện nay ông chủ tịch quốc hội cũng phản đối, rồi trưởng ban ngoại giao ngoại vụ đó của quốc hội cũng phản đối, và trên 50% dân chúng phản đối. Và ông thủ tướng này đã bốn nhiệm kỳ, thì ba nhiệm kỳ trước đã đứng vấn đề no confidence vote, là không được phiếu tín nhiệm, phải từ chức sớm hơn nhiệm kỳ. Thì bây giờ lần này người ta nghĩ là ông sẽ trải qua một kỳ no confidence vote nữa, vậy lúc này đi luôn á thì cũng đi luôn. Và đi luôn như vậy thì cái chính phủ mới nó lên đó, nó có thể đổi ngược lại chính sách ngoại giao. Chẳng cái ông mà chủ tịch ngoại giao của quốc hội của Solomon đó này không cân nhắc cái vấn đề địa chính trị, là hy sinh những quyền lợi quốc gia rất là lớn trong việc thay đổi này. Tại sao phải thay đổi? Tại sao phải thay đổi nhanh chóng như vậy? Là không có để ý đến quyền lợi quốc gia. Và ông ta nói, ông ta chắc cứ cái chính phủ này là quyết định một cách vội vã, không phù hợp quyền lợi quốc gia. Và vì không để ý đến vấn đề tranh chấp giữa Mỹ và Trung Cộng về vấn đề cuộc chiến tranh về chính trị, địa lý, tranh chấp của quân hùng trên cái khu vực này, và đặt Solomon kẹt trong thế đánh như vậy. Thứ hai là cái thai bị ác nó ra của Rubio và Gardner nó ra thì có thể cô lập về mặt ngân hàng viện trợ và tài chính với Solomon, cái đó nó mất nhiều hơn là cái viện trợ của Trung Cộng. Cái thứ ba nó là gì? Không có tiếp cận được với những cái hoạt động khác, đi du học xã hội với Hoa Kỳ. Cái điều nữa là gì? Là cái sự bất mãn của dân chúng nó lên cao, và như vậy có thể cái đôi phe đối lập, cái phe đối lập của chính phủ hiện nay đó, là đang tìm cách là nó bỏ phiếu bất tín nhiệm. Vì khi mà nếu nó thành công đó, thì chính phủ cắt lên thì có thể nó reverse lại cái quyết định này. Thì điều có xảy ra không? Thì nếu điều xảy ra như vậy thì Đài Loan thắng trắng, thắng từ trái sang phải. Trong cái cực xui thì nó có cái cực hên. Đấy không? Trong cực xui nó có cực hên. Về trong cái cực hên của ông thủ tướng thì có cái cực xui, của Solomon có cực xui. Thì chúng ta không biết nó sẽ như thế nào, nhưng mà ở đây chúng ta thấy một cái điều là phàm cái đời thì qua cái ta kia rồi. Luận bàn thế sự thì gì? Là nhìn cái chuyện đời, ngẫm chuyện mình, nhìn cái chuyện đời để suy cổ suy kim. Cho thấy rằng có những lúc quý vị được cũng có cái gì là mừng, mất cũng đừng gì là buồn. Và chúng ta thấy là đời sống, cái được và cái mất nó trộn lẫn với nhau, giống như cái nước và sữa trộn lẫn với nhau. Khi ta uống thì ta không biết cái nào là được, cái nào là mất. Trong đời sống mình là được và mất, ăn thua do cách mình đặt vấn đề thôi. Đại mùi ra. Thì nói vậy chứ Đài Loan cũng không có lo sợ chi nhiều, thưa quý vị. Thì hiện nay thì Đài Loan có hơn khoảng 150 thành viên của 150 tổ chức người sáng lập, trong đó có 37 những tổ chức lớn giống như WTO chẳng hạn, rồi vân vân, hoặc là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế của Châu Á Thái Bình Dương. Rồi bên cạnh đó có 12 tổ chức quốc tế rất là lớn cho phép Đài Loan sử dụng được văn phòng của họ nữa, rồi có thể sử dụng văn phòng đó, rồi dùng danh hiệu Đài Loan hoặc là Trung Hoa Dân Quốc nữa. Với đó là Đài Loan họ vẫn yên tâm như vậy. Và bên cạnh đó thì quý vị thấy rằng là Mỹ tới bây giờ là Đài Loan rất là lợi thế, thì tức là được lược đảng và lược viện họ chấp nhận và họ hỗ trợ cho Đài Loan một cách rất là mạnh mẽ rồi. Tức là họ thấy Trung Cộng càng ngày càng lẫn sân, càng ngày càng chơi tôi. Mà nhưng thực ra thì cái Solomon ấy mất là cũng là có sự trách nhiệm của
của Hoa Kỳ và của Úc Châu này trong cái công đâu. Và Úc Châu và Hoa Kỳ hiện nay cũng đang bất tất vấn đề này là những sáng nào. Thật ra Úc á, là gần kề Úc mọi người sáng nào. Nếu như mà Úc á, mà mất cái Solomon mà trở về trong cộng á, thì Nguyễn Thủy á, là trong là Úc Châu là không thách chí trong cộng rồi nè. Rồi bây giờ mất cái Solomon mà nhận cái cảng của Solomon mà có chiều sâu như vậy á, thì hải quân của trong cộng nó đến đó, nó tông hoàn trong trong cái phần đó, do đó Úc cũng bị ảnh hưởng nữa. Đó. Bởi vậy do đó là hiện nay Úc cũng đang xem xét cái vấn đề này, nó cũng giống như Nhật vậy chẳng phải không? Rồi còn rồi 12 cái tổ chức mà quốc tế cho phép Đài Loan là như vậy, thì bây giờ đó Đài Loan 12 tổ chức như vậy thì bây giờ ăn thua WTO nữa, thì và đồng thời diễn đàn cho Thẩm Dương là họ có lên tiếng như thế nào nữa hay không? Thì vấn đề này á, thì bây giờ mình còn chờ xem nữa, thì bây giờ đang quá sớm để cho các nước khác họ lên tiếng. Mà nếu như các nước khác và những cái tổ chức lớn như vậy á mà lên tiếng cho Đài Loan á, thì Đài Loan quý vị thấy rằng là họ rất là vững chắc rất là nhiều. Thì có những giáo sư họ nói nếu như Đài Loan càng ngày càng mất các nước đồng minh ngoại giao đó thì như thế nào, quý vị thấy rằng là thật ra các nước đồng minh ngoại giao của Đài Loan các nước nhỏ tới Việt Nam mà các nước có cái nền kinh tế rất là nghèo nàn lắm, họ nghèo, họ quá nghèo, nghèo nhất thế giới này, mà giống như Haiti chẳng hạn, nó quá nghèo giống như Kiribati, nó quá nghèo, thì là Đài Loan họ viện trợ không mà thôi. Đây cũng giống như là Haiti chẳng hạn, Đài Loan cũng giúp xây dựng cái này, xây dựng cái khác, rồi ngay cả là vấn đề y khoa, y tế có Đài Loan họ giúp hết trơn á. Thì nếu như đặc hợp, nếu như mà được Mỹ mà hỗ trợ, hoặc là bây giờ nếu như Đức mà có được 50 ngàn chữ ký thì chính phủ Đức là bà Merkel bà lắng nghe cái vấn đề mà giải quyết được vấn đề này, mà chấp nhận Đài Loan là giống như một thực thể để cho mình ngoại giao, thì quý vị thấy các nước châu Âu họ có thể rằng là tiếp tục ở đó, tức là Đài Loan họ có nhiều cái lợi thế hơn nữa. Rồi thì bên cạnh đó thì phát ngôn nhân của phía mà Đài Loan á, thì họ nói rằng là Bắc Kinh cũng đang xem xét lại các cái khả năng, bao gồm là cái vấn đề ngoại giao của Đài Loan đối với các nước mà Đài Loan đồng minh của Đài Loan á, thì có thể rằng là tương lai nếu như thế này người trong cộng vẫn tiến tới là lấy hết luôn cả các nước đồng minh của Đài Loan này. Thì chúng ta biết rằng hiện nay đó, khi mà bà Thái Văn đến cái thủ đô của Haiti đó, thì trong phiên họp đó, thì đã có ngã giá rồi. Ngã giá là sao? Cái phía Haiti họ đề cập là trong nội bộ có một luồng dư luận là nên chuyển sang bên Trung Cộng để được sự yểm trợ tài chính mạnh mẽ hơn. Thì mặc dầu bà Thái Văn chưa trả lời, nhưng bà trước khi bà bay ra quốc gia khác thì vấn đề sẽ được bàn để bà hoãn lại cái câu trả lời đó. Nhưng mà điều cho thấy là họ đặt ngay trước mặt bà Thái Văn luôn vấn đề mà đấu giá, cái bidding là cái đấu giá về ngoại giao, là anh muốn giữ tôi thì phải mua cái giá cao hơn hoặc là ít nhất không bằng cái giá bằng, thì bà Thái Văn cũng khó chịu lắm. Và hiện nay đó, cái một quốc gia châu Phi là Eswatini cũng vậy, đâu tình trạng như vậy, bị sức ép rất là nặng nề để nhà vua của Eswatini đổi sang Bắc Kinh. Thì mà nếu mà Eswatini mà đổi sang Bắc Kinh đó, thì có nghĩa là gì? Là Đài Loan không còn đồng minh nào châu Phi. Mà Eswatini thì bên Sông Nam thì chỉ có cái vương quốc hoàng gia thôi, họ được lợi nhuận thôi. Chứ còn bây giờ đa số dân chúng thì bây giờ họ thấy những các nước đó, mà theo học chân của Trung Cộng được vũ trụ của Trung Cộng thì họ thấy phồn vinh. Cho đó có thể rằng Eswatini không có thể đi theo bước chân họ. Do vậy thưa quý vị, là Trung Cộng đang ngã giá với các nước đồng minh của Đài Loan để mua sạch. Nếu điều đó xảy ra thì như thế nào? Người ta đặt rất nhiều câu hỏi như vậy. Nhưng mà không phải là mình đặt câu hỏi, nhưng mà anh đặt câu hỏi đâu. Người ta nói bây giờ nếu như lần lượt mà Trung Cộng mua hết tất cả, dù dỗ các quốc gia mà ngoại giao của Đài Loan, thì giờ Đài Loan mất hết thì Đài Loan nghĩ như thế nào? Tôi kể về có nhiều cái mà
là người ta nói rằng nếu như mà Đài Loan bị mất hết thì lúc đó bị sụp đổ hay không, hoặc là rồi cái tư tưởng là cái chính sách của bà Hải Anh Văn của lâu nay bị thay đổi hay không. Cần nhất là sáng hôm nay chúng tôi mà nghe bà Hải Anh Văn nói chuyện mà nói nếu như cũng mất sạch hết trơn thì lập trường chúng tôi vẫn không thay đổi. Và điều thứ nhất, cả thứ hai nữa, bà nói chúng tôi vẫn giữ nguyên cái lập trường không chấp nhận một đất nước hai chế độ. Bà nói như vậy, bà nói khẳng định như vậy. Chúng tôi lặp lại thêm một cái nữa, bà nói là mặc dù ở trong hòn đảo chúng tôi có nhiều đảng phái chẳng hạn, nhưng đến khi mà đưa ra vấn đề đó thì mọi người đều nghĩ là theo chính sách của bà. Họ có một vài lời ý kiến họ chống đối thôi, chắc lại không, nhưng bà nói là đa số như vậy, do đó chúng tôi yên tâm như vậy. Và người ta đặt câu hỏi nếu như mất hết thì liệu là Đài Loan như thế nào, thì có những người mà ủng hộ mà gọi là phò về dân chủ á, thì họ nói thế này: nếu chứ càng mất hết các nước đồng minh ngoại giao của Đài Loan á, thì Đài Loan có cái thế mạnh để nói lên chúng tôi độc lập và tự trị. Như vậy chúng tôi khỏi bị lệ thuộc ai hết, khỏi bị, rồi có một số là dân cũng bảo vệ cho cái thành trì của bà Hải Anh Văn mà nói ok ăn thôi chứ nếu như mất hết thì mình đợi tiền có gì đâu, thêm cặp được đâu, coi như mình nuôi họ thôi chứ phải lời đọc được cái gì đâu. Tôi đợi như vậy thì mình về mặt tài chính đó thì mình cũng đợi rất là nhiều nữa. Và một số thì họ cũng nói giống như vừa rồi mà anh Nguyễn Xuân Nam trình bày á, ok nếu như bây giờ mất như vậy á thì mình có thể rằng là có được nước Mỹ ủng hộ và các nước khác có thể rằng là hoặc các nước đồng minh mới nổi có thể họ giúp đỡ mình hết, họ có thể là kể cầu với mình hết đó. Do đó cái vấn đề mất mà các nước ngoại giao của Đài Loan thì đối với Đài Loan là không vấn đề, mà có thể đó là một cơ hội để cho Đài Loan tuyên bố là độc lập và tuyên bố tự trị để đăng đăng khác đất nước năm. Thì đó là một vài ý kiến của một số họ đưa ra như vậy. Cái chữ trong cái Phật giáo nó cái chữ vô bố ý, không có biết sợ nữa, không còn sợ nữa, không còn sợ gì nữa. Bởi vì anh nhận thức được bản chất của vô thường là mọi sự vật nó bị hủy diệt. Thì khi anh biết rằng mọi sự vật đều bị hủy diệt, kể cả thân xác anh cũng sẽ bị hủy diệt, thì cái chết đâu còn đáng sợ nữa, đúng không? Cho ngày xưa có những lúc nó có những cái chết nó vậy như Long Hồng, mà có những chết nhận núi Thái Sơn là vậy. Là khi mà anh tiếc cái thân mạng quá đó, anh mất cái thân mạng, anh tiếc, thấy mất lớn nó nặng như núi Thái Sơn này. Nhưng mà nếu nó, anh nghĩ rằng cái thân xác anh là vô thường, nó là trở về cát bụi, trước sau nó trở về cát bụi, thì chuyện nó trở về cát bụi thì đâu có chuyện gì lớn, phải không? Nó chuyện đương nhiên, thì anh không có đau khổ nữa, phải không? Thì anh lại không còn sợ chết nữa. Cho nên cái việc sợ chết hay không sợ chết á, không bản thân phải nằm ở cái chết, vẫn đang nằm ở cái đầu suy nghĩ về cái chết. Và thác văn với trận địa này cứ lao được rồi mất á, giữ này giữ kia đôi khi nó khổ hơn, nếu mất hết thì cứ mất hết, số quá cho đi luôn. Và cái lý luận á, tôi hỏi với tốn tiền nuôi tụi nó, tôi phải khổ công vì chăm sóc, tôi không phải quy lụy vì để giữ đồng minh, mà tôi tuyên bố độc lập, những quốc gia bắt đầu trở lại ủng hộ chúng tôi, tôi nộp đơn trở lại Liên Hợp Quốc thì bắt đầu làm lại từ đầu, làm lại từ đầu. Thì cái đó là cái hay. Cho nên khi mà anh nghĩ được như vậy rồi á, thì anh thấy được bản chất của cái chết, bản chất của cái được, thì cái mất đối với Đài Loan không còn quan trọng nữa. Cái mất của Đài Loan không còn quan trọng nữa. Mà Đài Loan đi vào con đường đúng, làm những điều phải và không sợ mất mà được. Đó. Thì cái thứ hai nữa đó là cái mất lần này đó, chưa bao giờ nước Mỹ pro Đài Loan như lần này, chưa bao giờ nước Mỹ ủng hộ Đài Loan như lần này. Thì điều cho thấy rằng nước Mỹ nó có sức mạnh của nó, Đài Loan bị thế yếu, Mỹ cũng không bị thế yếu. Thì có thể khi Mỹ tuyên bố qua cái thai bê ác á, thì một số quốc gia lớn có thể thừa nhận Đài Loan, cũng có thể là Đài Loan tuyên bố độc lập rất là xuống. Ở đây nước cờ đi của Tập Cận Bình là chiếm mấy quốc gia nhỏ, vậy mua chuộc mấy quốc gia nhỏ. Nhưng nước cờ Mỹ mình chưa biết, là có thể xuống Đài Loan tuyên bố độc lập, cái tao ủng hộ liền. Giống như cái Venezuela tuyên bố cái ông Guaido cái, không? Tổng thống Mỹ bây giờ 60 quốc gia ủng hộ. Với sự ảnh hưởng của Mỹ thì 60 quốc gia ủng hộ Guaido, thì 60 quốc gia có thể ủng hộ Đài Loan Đài Loan không? Có thể có.
Và như vậy thì một đêm thôi Đài Loan thắng lớn. Cho nên chúng ta chưa biết cái nước cờ đi của Mỹ và Đài Loan như thế nào ấy. Nhưng có đi một điều ở thưa anh Nguyễn Xuân Nam thì Đài Loan á, nếu so với Hồng Kông thì Đài Loan có những cái thế mà có thể tiến bộ độc lập và tự trị hơn, tại vì Hồng Kông á không có một cái chính thể rồi. Từ Hồng Kông là giao trả về cho Trung Cộng rồi. Và Đài Loan thì quốc gia từ xưa này chưa thuộc Trung Cộng. Hệ thống chính trị rõ ràng, còn cái nền kinh tế với đó có thể là Đài Loan nữ như dịp này dịp may mắn cho Đài Loan rất là nhiều, họ tiến bộ cách độc lập. Cái đó là ông cựu thủ tướng và đồng thời ông chủ tịch của đảng Dân Tiến á. Ông tôi nói thế này, ông tôi nói với bà Thái Anh Văn, ok, xin ngài ngài cứ yên tâm ơi, đừng có lo lắng về vấn đề mà là cả cái đồng minh ngoại giao của mình bị mất, nếu mất hết trơn thì chúng ta tuyên bố giam cờ độc lập, chế độ một cách thoải mái như vậy, và đồng thời mình không phải tốn tiền 293 triệu Mỹ kim hàng năm như vậy để mà giúp đỡ họ. Như vậy thì có vấn đề. Mất hết thì số quá. Thì sao đó? Số quá.